Chương 11 Não bổ năng lực cực mạnh thủ tịch Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Lãnh gia phòng ngự trận pháp phá nát trong nháy mắt, vương mãnh liền bắt chuyện chính mình mang tới đông đảo gia tộc cao thủ, hướng về lãnh gia trùng sát mà đi. Đến mức lý gia chủ cũng không do dự, đồng dạng để chính mình hậu bối đánh vào trong đó. Sau đó hai người liền một trước một sau, treo lơ lửng giữa trời đứng ở lãnh gia gia chủ lãnh chiến cách đó không xa, hí ngược nhìn lấy hắn ba nhà thực lực vốn là không sai biệt nhiều đều là cái này quốc đô bên trong mạnh nhất gia tộc một trong bây giờ hai nhà liên thủ phía dưới nhân thủ trọn vẹn nhiều lãnh gia gấp đôi trong lúc nhất thời lãnh gia trong phủ kêu trên một mảnh phần lớn là lãnh gia hậu bối bị vây công trọng thương vẫn lạc tình huống xuất hiện lãnh chiến nhìn lấy tình cảnh này cho dù trong lòng mọi loại lo lắng nhưng lại cũng không thể tránh được đối mặt đồng dạng thân là thông huyền cảnh cửu trọng thiên còn lại hai vị gia chủ hắn căn bản không tị vết người đối diện trung hậu bối thân xuất viện thủ. Hai người các ngươi phá hư tam đại gia tộc thăng bằng, thì không sợ bệ hạ xuất thủ đưa ngươi hai nhà triệt để sang thành bình địa sao. Lãnh chiến gặp theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng nhiều lãnh gia hậu bối bị thương, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi chuyển ra bệ hạ ý đồ uy hiếp hai người. Ha ha, ít cầm bệ hạ tới áp ta. Hiện nay thì liền chúng ta ma đế bệ hạ, chỉ sợ cũng là tự thân khó bảo toàn, càng đừng đề cập tới cứu ngươi lãnh gia. Vương Mảnh cười khẩy, hai tay vẫn ôm trước ngực, căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng nào ý tứ. Hai người bọn họ cũng không nóng nảy cùng lãnh chiến động thủ, chỉ cần đem ngăn cản liền có thể ngồi đợi trong nhà hậu bối đem lãnh gia triệt để diệt trừ. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Lãnh chiến nghe nói bệ hạ đều đã tự thân khó đảm bảo, nhất thời nhướng mày. Nhưng nếu thật sự là như thế, vậy hôm nay lãnh gia chỉ sợ chỉ có thể nhận thua. Chỉ là không biết tiểu nha đầu kia có hay không gặp phải nguy hiểm, hy vọng nàng chớ có lại trở lại đô thành đưa chết rồi. Ngay tại vương mảnh dự định tiếp tục mở miệng đã kích lãnh chiến tâm cảnh, để hắn tự sụp đổ thời điểm. Một đạo hình dạng bất phàm, ăn mặc lộng lẫy đạo bào thanh niên tu sĩ lại chậm rãi đằng không mà lên. Chỉ là lãnh gia đều bắt không được, hai người các ngươi đến tột cùng còn muốn bản công tử chờ thêm bao lâu thanh niên mặt lộ vẻ vẻ không vui, không có chút nào đem thông huyền cảnh cửu trọng thiên hai vị gia chủ để ở trong mắt, tới cũng là một trận của trách. Đại nhân an tâm chớ vội, cái này lãnh chiến cùng ta hai người cùng là thông huyền cảnh cửu trọng thiên, nếu là liều lên mệnh đến, quả thực có chút phiền phức. Ta hai người tiện mệnh tự nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu là lan đến gần đại nhân, tội kia qua nhưng lớn lắm. Vương mảnh hai người thấy thế, liền vội cung kính mà đối với thanh niên không người cúi đầu. Thanh niên kia tên là Trương Thiên Trạch, tuy nhiên cảnh giới chỉ có thông huyền cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, có thể hai người cũng không dám vô lễ. Dù sao Trương Thiên Trạch thế nhưng là La Thiên Tông thân truyền thủ tịch đệ tử, thậm chí nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 200 năm bằng vào hắn thiên phú có cực lớn khả năng tiếp nhận người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Hừ, buồn cười. Trương Thiên Trạch nghe nói lời này lại chẳng thèm ngó tới, dường như thông huyền cảnh cửu trọng thiên hắn cũng không e ngại đồng dạng. Chỉ cần ngươi lãnh gia giao ra lãnh yên nhiên, trở thành bản công tử người hầu, bản công tử liền buông tha ngươi lãnh gia, như thế nào? Lập tức liền quay đầu nhìn về phía một mặt đề phòng lãnh chiến, ngữ khí bình thản nói ra. Vị đại nhân này, thực không dám giấu giếm, yên nhiên lúc này vẫn chưa trong nhà. Còn mời đại nhân trước để hai nhà bọn họ thu tay lại việc này có thể chờ yên nhiên trở về lại bàn cũng không muộn. Lãnh chiến trong lòng tuy nhiên không muốn, nhưng lúc này người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể tạm thời giả bộ như đồng ý xuống tới, đợi yên nhiên trở về lại nghĩ biện pháp. Mà Trương Thiên Trạch sau lưng hai vị gia chủ, cũng bởi vì hắn mà nói mà hơi biến sắc mặt. Lý gia chủ lần này đến đây tấn công lãnh gia, sở cầu chính là có thể đem lãnh yên nhiên xem như lô đỉnh, tại chính mình đại nạn trước đó đột phá bình cảnh nếu là Trương Thiên Trạch cũng muốn cái kia lãnh yên nhiên, hắn chẳng phải là vô vọng. Đến mức vương mảnh càng là sắc mặt trắng bệt một mảnh. Hắn nhưng là phái ra ba tên thông huyền cảnh sát thủ, chặn giết cái kia lãnh yên nhiên a. À. Xong, cái này xong đời. Dù cho lãnh yên nhiên thiên tư bất phàm, có thể đối mặt ba tên thông huyền cảnh cao thủ truy sát, tất nhiên là thập tử vô sinh xuống tràn. Nghĩ đến đây, vương mảnh cái tráng phía trên liền không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh cái này xem như đem Trương Thiên Trạch cho làm mất lòng, chỉ hy vọng có thể tại tin tức truyền về trước đó, nhìn có thể hay không tìm một cơ hội chạy trốn. Chính khi mọi người tâm tư dị biệt thời điểm, Trương Thiên Trạch vừa muốn tiếp tục lên tiếng, lại hai mắt tỏa sáng, nhìn đến nơi xa một đạo khiến người ta không dời ánh mắt sang chỗ khác được bóng người, chính bay lên không trung cực tốc mà đến. Có thể không phải liền là hắn muốn cái kia lãnh yên nhiên a. À? Nhất thời Trương Thiên Trạch lộ ra một mặt ý cười, hơi hơi ngoắc, ra hiệu hai vị gia chủ tạm thời dừng tay, hai người chỉ có thể làm theo. Vương mãnh nhìn đến lãnh yên nhiên bóng người về sau, càng là không thể tin trừng lớn hai mắt, nhưng trong lòng dài thở dài một hơi. Yên nhiên đi mau. Lãnh chiến cắn răng xoắn suýt chỉ chốc lát về sau, trong ánh mắt lóe qua một tia dứt khoát, lại quay đầu đối với lãnh yên nhiên hét lớn một tiếng. Nguyên bản hắn giả ý đáp ứng trương thiên trạch, cũng bất quá là vì tạm thời hóa giải một chút lãnh gia thương vong, chưa bao giờ nghĩ tới thật đem lãnh yên nhiên cho giao ra, xem như cứu lãnh gia thể đánh bạc. Hiện nay nhìn đến lãnh yên nhiên chạy về lãnh gia, nhất thời liền hạ quyết tâm, dự định trợ lãnh yên nhiên đào mệnh, chính mình thì liều chết nhất chiến, trong nhà hậu bối có thể chạy bao nhiêu liền xem thiên mệnh. Loại kiến có tầm thường, nếu dám xấu bản công tử đại sự, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Trương Thiên Trạch nghe được lãnh chiến, nguyên bản mang theo ý cười mặt mũi nhất thời sụ xuống có thể lãnh yên nhiên lại như là không nghe thấy đồng dạng, vẫn chưa quay người bỏ chạy, ngược lại thêm nhanh thêm mấy phần động tác. Một lát sau cũng đã đứng ở lãnh gia trên không, cùng mọi người dặn co. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là vương gia, lý gia liên thủ, không nghĩ tới còn có la thiên tông thủ tịch đệ tử tham dự trong đó, lãnh yên nhiên nhất thời nhíu mày. Nếu là đặt ở trước kia, đừng nói la thiên tông, vẻn vẹn là vương, lý hai nhà liên thủ, nàng cũng khó có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết nếu là la thiên tông bực này áp đảo ma la quốc phía trên to lớn cự vật nàng liền càng không cách nào trêu chọc chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp bảo toàn bản thân nhưng hôm nay lại khác vừa nghĩ tới phía sau mình còn có một vị tiên nhân đồng dạng tồn tại sư tôn lãnh yên nhiên đối mặt mọi người thời điểm không có chút nào ý sợ hãi ngược lại bày ra một bộ nhìn xuống tư thái không thể cho nàng thiên đạo cát cho sư tôn mất mặt các ngươi bọn chuột nhắc, hôm nay đối với ta lãnh gia ra tay, có thể nghĩ tới hậu quả. Lãnh yên nhiên nhìn xuống chúng nhân một tuần, mở miệng liền làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu cái cầm. Thì liền lãnh chiến đều giật mình nhìn lấy lãnh yên nhiên, có chút đầu choáng váng. Đối mặt vương, lý hai nhà liên thủ, còn có la thiên tông thủ tịch, lãnh yên nhiên tại sao có thể có tự tin như vậy? Ha ha, thì ra là thế người khác đều là nói lãnh yên nhiên năng lực xử sự, sự cực mạnh hôm nay gặp mặt quả thật như thế mới vừa vặn hiện thân liền có thể liếc một chút thấy rõ cục thế biết bản công tử là vì nàng mà đến dứt khoát trực tiếp liền bước lên bản công tử đại kỳ a hay lắm hay lắm nha trương thiên trạch đầu tiên là sững sờ lập tức hai mắt tỏa sáng dường như nghĩ thông suốt đồng dạng nhất thời liên tục vỗ tay tán thưởng mà nguyên bản bởi vì lãnh yên nhiên mà nói sững sờ ngay tại chỗ mọi người, nghe nói lời này, cũng là nhất thời hiểu rõ, không khỏi cao nhìn thoáng qua lãnh yên nhiên. Nữ tử này, quả thật thông tuệ bất phàm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 Muốn con ngựa chạy Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio 333 Theo Trương Thiên Trạch một trận trống tiếng vỗ tay vang lên, lại phối hợp giảng giải lời nói, trong lúc nhất thời mọi người tại đây đều là lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nhìn về phía lãnh yên nhiên thời điểm cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ kiên dè nàng này tính cách quá mức đáng sợ vừa mới hiện thân liền liếc một chút phát hiện toàn cục tình huống trước tiên thì lựa chọn lớn nhất lợi cho chính mình chỉ cần cùng trương thiên trạch cột vào một khối cái kia vương gia lý gia lại đáng là gì đồ đâu thậm chí nói không chừng trương thiên trạch còn sẽ vì nàng đem mặt khác hai nhà trách phạt một phen cho lãnh gia một số bồi thường quả thực đáng sợ vương gia chủ lý gia chủ càng là trong lòng có chút hốt hoảng làm sao cũng không nghĩ ra lãnh yên nhiên lại có thủ đoạn như thế cùng ánh mắt không dễ làm nếu như trương thiên trạch thật muốn vì nàng chỗ dựa hai nhà bọn họ nhưng là phải đại xuất huyết lần này không chỉ không có mò được chỗ tốt nói không chừng còn muốn bệnh thiếu máu một khoảng không tệ ngươi rất không tệ thân là bản công tử người hầu xác thực có thể xem bọn họ như là con kiến hôi đồng dạng hôm nay bản công tử liền vì ngươi chỗ dựa ha 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 đến tới bản công tử bên người trương thiên trạch một trận tán dương sau đó trên dưới đánh giá lãnh yên nhiên một phen không khỏi tán thưởng đúng là nhân gian vưu vật a à. ngay sau đó đã không kịp chờ đợi muốn đối nó dở trò liền muốn bắt chuyện lúc nào tới đến bên cạnh có thể lãnh yên nhiên lại không hề bị lay động, ngược lại dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy hắn. Dường như, tại nhìn thằng ngốc một dạng, hạng các ngươi mười hơi bên trong thối lui, lại không xâm lấn lãnh gia, có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu không, hôm nay liền đều lưu lại đi. Lãnh yên nhiên nhìn cái kia trương thiên trạch một hồi lâu, mới tỉnh hồn lại, lạnh lùng đối với mọi người tiếp tục mở miệng nói. Lời này rơi vào trong tai mọi người, mọi người chỉ là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở trương thiên trạch trên thân có chút tính khí ngược lại cũng không sao nhưng bản công tử ngươi đến nghe tới đây cho ta trương thiên trạch bị mọi người nhìn chăm chú lên trong lúc nhất thời có chút xấu hổ nụ cười trên mặt tán đi lấy giọng ra lệnh lần nữa khẽ quát một tiếng thậm chí hơi hơi đưa tay hư không yêu kiều một nắm linh khí tạo thành một bàn tay hướng phía trước tìm kiếm liền muốn đem lãnh yên nhiên bắt được trước người mình. Tiện tay điều động linh khí, lại để thông huyền cảnh cửu trọng thiên ba tên gia chủ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Linh khí này độ tinh khiết, so với bọn hắn thậm chí càng càng tinh thuần mấy phần, nếu là thật sự động thủ, sợ là lấy thông huyền cảnh tứ trọng thiên cảnh giới, cũng đủ để cùng bọn hắn cửu trọng thiên nhất chiến, thậm chí càng mạnh. Phá Lãnh yên nhiên lông mày nhíu lại, không để ý chút nào, chỉ là nâng lên sung xuê tay ngọc, tùy ý điểm hướng bàn tay kia. Nha đầu này điên rồi đi. Vị kia đại nhân tiện tay một kích, liền xem như thông huyền cảnh cửu trọng thiên cũng không dám như thế đối đãi. Chẳng lẽ não tử bị dọa phát sợ, lại dự định một chỉ đón lấy. Mọi người tại đây nhất thời như là thấy được chuyện cười lớn đồng dạng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Thiên Trạch Thân là La Thiên Tông thủ tịch đệ tử, một kích này chỉ sợ đủ để trấn áp đại bộ phận thông huyền cảnh cường giả, há lại lãnh yên nhiên có thể ngăn cản, huống chi còn là như thế hời hợt một chỉ. Nhưng tại linh khí tay cầm cùng lãnh yên nhiên ngón trỏ đụng vào nháy mắt, tất cả mọi người trợn trong mắt. Răng rắc. Theo một tiếng vang giòn, tay cầm như là yếu ớt pha lê đồng dạng phá vỡ đi ra. Hẳn là vị kia đại nhân sợ làm bị thương tiểu nha đầu này, không dùng lực A. Xem ra vừa rồi một chiêu kia, đại nhân là dự định lấy khí thế để nha đầu này khuất phục không có nghĩ tới tên này vậy mà không biết tốt xấu nên là như thế bất quá cái này lãnh gia nha đầu không cho đại nhân mặt mũi đến đón lấy sợ là không tốt thu tràng a à. mọi người tại đây sững sờ chỉ chốc lát về sau rất nhanh liền kịp phản ứng tìm được một cái lớn nhất lý do thích hợp tới nói phục chính mình có thể trương thiên trạch lại mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại người khác không biết chính hắn còn có thể không rõ ràng a à. Vừa rồi một kích kia, hắn tuy nhiên không tính là dùng toàn lực, nhưng tối thiểu cũng có thể trấn áp thông huyền cảnh trung kỳ trở xuống tất cả đối thủ. Đồng thời theo vừa rồi một kích kia, Trương Thiên Trạch còn nhìn ra một số manh mối. Lãnh Yên Nhiên cũng không phải là trong miệng mọi người truyền ngôn ngữ không cảnh, mà chính là thật sự thông huyền cảnh tu vi. Thì liền một bên ba vị thông huyền cảnh gia chủ cũng nhìn ra vấn đề này. Trách không được, có thể tại ba tên thông huyền cảnh sát thủ trong tay đào thoát nguyên lai like là trước kia che giấu tu vi vương mạnh ánh mắt hơi hơi nheo lại cuối cùng nghĩ thông suốt cái này lãnh yên nhiên là làm sao theo ba tên sát thủ trong tay đào thoát yên nhiên ngươi chừng nào thì đột phá thông huyền cảnh chẳng lẽ trước kia che giấu tu vi nhưng là liền lãnh chiến đều một mặt khiếp sợ nhìn không được mở miệng hỏi lãnh yên nhiên cái gì thời điểm đột phá thông huyền cảnh hắn vị này lãnh gia gia chủ có thể đều không biết a à. Những thứ này sau đó lại cùng gia chủ nói rõ, bất quá trước đó yên nhiên đúng là ngự không cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Chỉ bất quá gặp sư tôn. Lúc này mới một ngày đột phá đến thông huyền cảnh. Lãnh Yên Nhiên mắt nhìn gia chủ phương hướng, thuận miệng trả lời gia chủ vấn đề. Đối với sư tôn cường đại, Lãnh Yên Nhiên cảm thấy không cần thiết ẩn tàng, đồng thời còn quyết định nhất định phải làm cho sư tôn danh hào cùng thiên đạo các vang vọng thế gian. Trừ cái đó ra, nàng nghĩ không ra tốt hơn phương pháp để báo đáp sư tôn ân tình ha ha ngược lại là thật biết nói dẫn một ngày thời gian thì đột phá đến thông huyền cảnh ngươi coi ngươi là tiên nhân chuyển thế hôm nay ngươi đã muốn dùng bản công tử đại kỳ đến bãi bình hai đại thế gia liền cái kia thật tốt nghe bản công tử muốn con ngựa chạy liền phải cho con ngựa thảo đạo lý này ngươi sẽ không không hiểu a à. trương thiên trạch khinh thường cười một tiếng coi như nàng đột phá thông huyền cảnh lại như thế nào, vẫn như cũ trốn không ra lòng bàn tay của mình. Bất quá dạng này cũng tốt, thông huyền cảnh song tu lô đỉnh, sau ngự không cảnh có thể còn mạnh hơn nhiều. Đến lúc đó sử dụng hết tiềm lực, chỉ là này tắm đẹp mắt túi da, coi như không có tu vi giữ ở bên người làm một người thị nữ, cũng là không tệ. Làm càng. Ta lãnh yên nhiên bây giờ chính là thiên đạo các đệ tử, liền xem như thảo, cũng phải sư tôn tới đúc há đến phiên ngươi lãnh yên nhiên nghe được tên kiên ngôn ngữ nhất thời sắc mặt có chút khó coi đối trương thiên trạch càng là lên sát tâm sách lại bắt đầu kéo đại kỳ a rất tốt bản công tử hôm nay thì giáo dục sớm giáo dục ngươi trương thiên trạch xem thường thiên đạo các tiểu nha đầu này thật là dám thổi cái nào môn phải dám lấy thiên đạo vì danh chỉ là thiên khiển đều bị không ngừng a nếu ngươi có thể đón lấy bản công tử ba chiêu bất bại, bản công tử liền như vậy thối lui. Xanh sống quỷ chém. Tiếng nói rơi xuống đất, không giống nhau lãnh yên nhiên đồng ý, liền trực tiếp lấy tay làm đau sự xuất đệ nhất kích, lại dùng trọn vẹn tám thành thực lực. Thiên ma chỉ. Lãnh yên nhiên thấy thế đồng tử hơi co lại, đối mặt la thiên tông thủ tịch, nàng cũng không dám khinh thị, trực tiếp liền toàn lực sự xuất chính mình một kích mạnh nhất hai bóng người trong chốc lát đụng vào nhau. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 Quy khư cường giả, ác chủ bài ra. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Âm âm, theo hai bóng người đụng vào nhau khói bụi nổi lên bốn phía mái ngói bay tán loạn, còn kèm theo rất nhiều sắc bén đao mang tứ tán bay ra, phàm là bị lan đến gần mọi người đều là bị vạch ra vết thương sâu tới xương. À, chân của ta. Con mắt của ta thật là đáng sợ, trương công tử một chiêu này, vẹn vẹn chỉ là dư âm tản ra đau mang, liền khủng bố như thế. Chắc hẳn cái kia lãnh yên nhiên không chết cũng muốn trọng thương. Bị tác động đến người đều là phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, mọi người tức thì bị một chiêu này uy lực dọa đến nghẹn họng nhìn trân trối, thầm nghĩ trong lòng như mục tiêu là mình, sợ là đã thành mảnh vụn cặn. Một kích này, đổi thành chúng ta thông huyền cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, cũng phải bị thương tổn không nhỏ. Không hổ là La Thiên Tông thủ tịch đệ tử, nếu là chỗ có ác chủ bài toàn ra, sợ là đều có thể tại quy khư cảnh cường giả trước mặt vượt qua hai chiêu. Phải biết, hắn mới thông huyền cảnh tứ trọng thiên A. Tam đại gia tộc gia chủ thấy cảnh này cũng là trừng lớn hai mắt. Nhất là lãnh chiến, càng là siết chặt nắm đấm, tay trong lòng tràn đầy mồ hôi, suýt nửa nhìn không được sông lên phía trước đem lãnh yên nghiên cứu, nhưng hắn biết được, như chính mình động thủ hai vị khác gia chủ có thể sẽ không bỏ mặt mặc kệ. Sau đó chỉ có thể lựa chọn cắn răng ẩn nhẫn. Theo khói bụi tán đi, lộ ra hai bóng người. Tất cả mọi người bị dọa đến hai mắt trừng đến căng tròn, trong mồm có thể nhét phía dưới một quả trứng gà. Nguyên lai tưởng rằng muốn bị trọng thương lãnh yên nhiên bình yên vô sự. Xem xét lại bọn họ xem trọng cùng nịnh bờ cái vị kia trương công tử, lúc này bất ngờ bị cái kia một chỉ oanh suýt nữa không có nửa người cánh tay phải liền mang theo vai phải đã mất tung ảnh trên vết thương còn có màu đen sát khí không ngừng mà ăn mòn bịch trương thiên trạch thống khổ quỳ trên mặt đất trên trán đau mồ hôi lạnh ứa ra rất yếu lãnh yên nhiên hơi có chút thất thần không có nghĩ tới tên này xem ra rất mạnh kết quả lại yếu như vậy nhưng tương tự câu này rất yếu cũng là đối với nàng chính mình nói tại được chứng kiến sư tôn lấy ngưng khí cảnh tam trọng thiên sự xuất thiên ma chỉ về sau nàng cảm giác mình quả thực yếu phát nổ lớn mật dám thương tổn ta tông môn thủ tịch mọi người không giống nhau lấy lại tinh thần một tên sắc mặt tối tâm lão giả đã xuất hiện ở trương thiên trạch bên người lấy ra một viên đang dược đưa vào trong miệng lại lấy linh lực chế trụ sát khí tiếp tục ăn mòn niệm tình ngươi tu hành không dễ mau mau thúc thủ chịu trói theo bản trưởng lão trở lại La Thiên Tông chờ đợi xử lý, không thể nói được có thể lưu ngươi một cái mạng. Trưởng lão kia ánh mắt âm trầm nhìn lấy lãnh yên nhiên, trong lòng càng đem hắn mắng gần chết. Hắn theo thủ tịch đệ tử đi ra hồ pháp, lại làm cho thủ tịch đệ tử bị trọng thương như thế, có thể nói là cực lớn thất trách, sau khi trở về tất nhiên sẽ bị trách phạt. Mà trước mắt nữ tử này chính là kẻ cầm đầu, đem cùng nhau mang về tông môn, hy vọng đến lúc đó tông chủ có thể đối với hắn theo nhẹ xử lý đi đánh nhỏ tới già trước tiếp ta thiên ma chỉ lại nói lãnh yên nhiên lông mày nhíu lại tuy nhiên nhìn không ra trước mặt cái này cảnh giới của ông lão nhưng tối thiểu cũng là quy khư cảnh đại năng cao thủ có điều nàng có thể không có ý định thúc thủ chịu trói như thế quả thực là đem sư tôn mặt cho mất hết đồng thời dù là gia hỏa này là quy khư cảnh thậm chí mạnh hơn tịch diệt cảnh cường giả lại có làm sao? Sư tôn có thể là cho nàng bảo mệnh ác chủ bài. Nghĩ tới đây, lãnh yên nhiên căn bản không chút do dự liền đối với lão giả một chỉ điểm tới. Hừ, mũ búa trước cửa lỗ ban trò xiết. Lão giả lạnh hừ một tiếng, tiện tay đem linh lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành móng vuốt đồng dạng hướng về lãnh yên nhiên liền bắt đi lên. Chưởng chỉ chạm vào nhau, lãnh yên nhiên trên lên một tiếng, lùi lại mười trượng mới đem lực đạo tan mất mà lão giả thì nhìn như bình yên vô sự đã lui nửa bước, vô ý đưa tay gánh vác chấp sau lưng, không để cho người phát hiện hắn dốc hết ra ra tay chưởng. Chỉ là thông huyền cảnh nhị trọng thiên, có thể bộc phát ra công kích đáng sợ như thế lực, tiểu nha đầu này tu luyện đến tột cùng là cái gì thần thông. Bất quá một ít trò mèo, tại lão phu quy khư cảnh thất trọng thiên thực lực phía dưới, đều là vô dụng. Lão giả trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng nhìn như cũ tự tin, lấy thực lực của hắn cầm xuống nữ tử này không thành vấn đề. Người chung quanh nhìn đến cũng là kinh tháng không thôi. Đây cũng là quy khư cảnh cường giả A. Đem trương công tử đều một chỉ trọng thương thần thông, lại không có tác dụng. Bất quá cái này lãnh yên nhiên thực lực, ngược lại để ta hơi kinh ngạc, cư nhiên như thế đáng sợ. Nếu như lại để cho hắn tu luyện một số thời gian, chẳng phải là có thể đối đầu quy khư cảnh, lãnh gia đem triệt để nghiền ép còn lại hai đại thế gia. Mọi người nghị luận âm ỉ, thì liền ba vị gia chủ cũng là giật mình không thôi, không nghĩ tới lãnh yên nhiên có thế có thực lực như thế. Thậm chí bọn họ cảm thấy, bây giờ lãnh yên nhiên, đã có năng lực cùng thông huyền cảnh cửu trọng thiên nhất chiến, nói không chừng sẽ còn chiếm được thượng phong. Mà hết thảy này nên đều là bắt nguồn từ cái kia kinh khủng thần thông một chỉ. Nghĩ tới đây, hai đại gia chủ nhìn về phía lãnh chiến thời điểm ánh mắt bên trong đều nhiều hơn mấy phần cố kỵ, nếu là cái kia thần thông lãnh chiến cũng sẽ sử dụng, chẳng phải là có thế tùy tiện trấn giết hai người bọn họ. Nhìn ngươi có thế phản kháng đến khi nào? Lão giả không có chút nào trì hoãn, lần nữa gần người mà lên, đối với lãnh yên nhiên công tới. Lãnh yên nhiên cũng chỉ có thể lấy thiên ma chỉ không ngừng ứng đối, cho dù nạn tức giận biển bởi vì hỗn động thiên ma quyết làm lớn ra gấp trăm lần, có thể không ngừng thi triển thiên ma chỉ vẫn là tiêu hao quá lớn. Không mất bao lâu, liền cảm thấy linh lực có chút không đủ, ứng đối càng phát ra khó khăn. Lão giả cũng là càng đánh càng kinh hãi, nguyên lai tưởng rằng bực này thần thông, tất nhiên là tiêu hao rất nhiều bảo mệnh thần thông, lấy thông huyền cảnh nhị trọng cảnh giới, nhiều lắm là thi triển hai ba lần liền là cực hạn. Có thể lãnh yên nhiên trọng vẹn điểm ra hơn 10 chỉ, cũng còn không có hao hết linh khí. Làm sao có thể không làm người ta kinh ngạc? Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là chênh lệch cảnh giới quá khổng lồ thế nào linh khí sử dụng hết rồi cái này nhìn ngươi còn thế nào chống cự lão giả gặp lãnh yên nhiên không lại ra tay nhất thời cười lạnh một tiếng đưa tay liền muốn chụp vào hắn cái cổ nhưng vào lúc này lãnh yên nhiên lại thở thật dài một tiếng mọi người còn tưởng rằng là nàng biết được chính mình sắp đối mặt thảm trạng bởi vậy thở dài có thể lãnh yên nhiên lại từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội đối với lão giả răng rắc một tiếng không chút do dự bóp nát đáng tiếc, cuối cùng vẫn là đem sư tôn để lại cho ta ác chủ bài cho dùng hết. Lãnh yên nhiên thấp giọng nỉ non một câu, mà trước người của nàng, chính là nhưng đã xuất hiện một tôn toàn thân tản ra từng trận sát khí thiên ma, hai mắt tinh hồng nhìn qua đột kích lão giả. Một chỉ điểm ra. Lão giả ý thức được không đối bản muốn thối lui, có thể tại thiên ma tinh hồng hai con mắt nhìn soi mói, hắn cảm giác mình như là bị trói buộc đồng dạng, căn bản là không cách nào động đậy mảy may chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia thiên ma một chỉ điểm tại mi tâm của mình chỗ. Một chỉ rơi xuống, thiên ma tiêu tán, như là cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua đồng dạng. Có thể mọi người tại đây một thân mồ hôi lạnh, lại nhắc nhở lấy bọn họ, vừa rồi một màn là chân thật, cái kia khí tức kinh khủng, để bọn hắn không nhịn được muốn quỳ rạp trên đất trung lẫy bẫy, nhưng lại đã mất đi quyền khống chế thân thể. Lại nhìn về phía lão giả kia, lại phát hiện hắn ngốc đứng tại chỗ, hai con mắt bên trong đã không có thần thái, mi tâm chỗ nhiều hơn một cái lỗ thủng. Càng có sát khí theo miệng vết thương lan tràn, không tiêu một lát, lão giả lại bị sát khí cho ăn mòn hầu như không còn, như là bụi đất đồng dạng phiêu tán. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14 Còn có một tôn quy khư cảnh cường giả. Tuyệt lộ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Vừa mới vừa mới cái kia đến tột cùng là cái gì? Chỉ là vật kia tản ra khí tức khủng bố, liền để ta không cách nào động đậy mảy may, dường như sinh tử đều thoát ly tầm kiểm soát của mình. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ta không đánh, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Ta không muốn chết, đừng giết ta, đừng giết ta, quái vật, quái vật. Theo lão giả hóa thành hạt bụi tiêu tán, trên trận tất cả mọi người nhìn không được nuốt nước bọt, nhìn về phía lãnh yên nhiên thời điểm trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cũng không ít tâm cảnh tàn khuyết người, đang bị thiên ma liếc nhìn về sau, trực tiếp liền hoảng sợ thành bị điên. Bao quát ba vị thông huyền cảnh cửu trọng thiên gia chủ ở bên trong, lúc này đều cảm giác hai cổ rung động rung động, cổ nén thoát đi nơi đây xúc động. Yên nhiên, vừa mới đó là. Lãnh chiến lớn nhất trước lấy lại tinh thần, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, có chút lòng vẫn còn sợ hãi hỏi sư tôn để lại cho ta thủ đoạn thôi chẳng qua hiện nay phiền phức đã giải quyết gia chủ vẫn là mau mau quét dọn một chút chiến trường đi đến mức lý gia vương gia hôm nay sau đó các nhường năm thành sản nghiệp cùng ta lãnh gia có thể tha cho ngươi này tính mạng các ngươi có bằng lòng hay không lãnh yên nhiên đối với lãnh chiến nhẹ nhàng sau khi gật đầu lại đem ánh mắt nhìn về phía còn lại hai vị gia chủ nếu không phải vừa rồi linh lực dùng hết lúc này nạn chính là trực tiếp đem hai người kia chém giết nơi này cũng không sao, bất quá hôm nay sau đó, còn lại hai đại gia tộc chắc hẳn cũng không dám lại đối lãnh gia hạ thủ. Chẳng qua hiện nay đắc tội La Thiên Tông, ngược lại là có chút phiền phức, sau khi trở về chỉ sợ lại cần phiền phức sư tôn. Nghĩ tới đây, lãnh yên nhiên trong lòng có chút hổ thẹn. Xuống núi phiền phức không có giải quyết, ngược lại cho sư tôn đưa tới mới phiền phức cần muốn giúp đỡ. Ta vương mảnh không ý kiến, Hôm nay sau đó năm thành sản nghiệp hai tay dâng lên. Tạ Lý gia cũng không ý kiến. Hai vị gia chủ liếc nhau, đối với Lãnh Yên Nhiên chấp tay, lúc này liền đồng ý xuống tới. Vừa rồi cái kia đáng sợ thủ đoạn, bọn họ cũng không dám đánh bạc Lãnh Yên Nhiên còn có thể hay không lần nữa sử dụng. Quy khư cảnh cường giả cũng đỡ không nổi, bọn họ lại đáng là gì? Huống hồ bây giờ Lãnh Yên Nhiên thực lực bọn họ cũng rõ như ban ngày. Dù là hôm nay không cắt nhường tư nguyên, đợi lãnh gia chỉnh bị hoàn tất, cũng có thể đem hai nhà bọn họ chèn ép. Nghe được hai đại gia tộc, Lãnh Yên Nhiên nhìn về phía Lãnh Chiến. "Cút đi." Lãnh Chiến nhất thời hiểu ý, lạnh hừ một tiếng để hai đại gia tộc dẫn người xéo đi. Hiện tại rất nhiều lãnh gia hậu bối đều sâu bị thương nặng, cần phải kịp thời trị liệu, hắn cũng không có rảnh hiện tại liền đi tìm hai người phiền phức. "Cáo từ." Hai người không dám lưu thêm mang lên tộc nhân của mình, thuận tiện đem những cái kia dọa sợ bị điên cũng cùng nhau nắm kéo nhanh chóng thoát đi lãnh gia. Yêu nữ. Người yêu nữ này. Ngay tại lãnh yên nhiên tính toán đầu gối điều tức thời khắc, một thanh âm lại truyền lọc vào trong tai, dương mắt nhìn lên, phát hiện chính là vừa rồi bị chỉ điểm một chút thành tàn phế trọng thương Trương Thiên Trạch. "Vết ta, các ngươi có gan vết ta." "Ha ha ha, là Thiên Tông sẽ không bỏ qua các ngươi lãnh gia." Ngươi cái kia thủ đoạn, hẳn là cũng không dùng đến lần thứ hai a. À. Hôm nay, các ngươi lãnh gia thì cùng ta cùng một chỗ chôn cùng đi. Trương Thiên Trạch khuôn mặt dữ tợn, vừa rồi cái kia một chỉ đem hắn nửa người trọng thương không nói, liền khí hải đều nát một gốc, linh khí tiết ra ngoài, ngày sau lại không cách nào tu luyện. Hắn đường đường la thiên tông thân truyền thủ tịch, hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử, nếu không phải gặp lãnh yên nhiên tên yêu nghiệt này, bằng vào thiên phú của hắn về sau nhất định có thể đạp vào tịch diệt cảnh, tiếp đảm nhiệm tông chủ vị trí cũng chưa chắc không thể. Có thể hôm nay lại bị cái này yêu nữ gãy mất con đường tu hành, đáng hận. Ngươi có ý tứ gì? Không nói rõ ràng, đưa ngươi trẻ thành nhân côn. Lãnh yên nhiên nghe được hắn, không khỏi trong lòng một trận bất an, không lo được điều tức, liền từ dưới đất nhặt lên một thanh trường kiếm, không lưu tình chút nào đâm vào trương thiên trạch một cái khác đầu cánh tay phía trên. Tại sư tôn trước mặt, nàng là nhu nhu nhược nhược, có thể đối mặt địch nhân, nàng lãnh yên nhiên có thể cũng không phải là cái gì thánh mẫu thế hệ. Khục. Coi như nói cho ngươi lại có làm sao? Bây giờ đô thành trong hoàng cung, còn có ta là Thiên Tông Quy Khư cảnh trưởng lão tọa trấn, không phải vậy ngươi cho rằng cái kia hoàng đế vì cái gì không cách nào hiện thân? Hiện nay ngươi giết ta tông môn trưởng lão, lại phế đi ta cái này thủ tịch đệ tử, ha ha, ngươi lãnh gia, xong yêu nữ, phi. Trương Thiên Trạch oán hận chầm chậm lên trước mặt cái này trương nhượng nam nhân cự tuyệt không được khuôn mặt, nhưng lúc này hắn lại không trước đó tham luyến, lại chỉ còn hận ý. Đều là cái này nữ nhân đáng chết. Chuyên. Kiếm quan lóe qua, Trương Thiên Trạch trong ánh mắt mang theo oán hận, lại cảm giác ánh mắt có chút mơ hồ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một bộ không có đầu lâu thân thể. Hả, nguyên lai, like, là mình đó a. À? Lãnh Yên Nhiên sắc mặt lạnh lùng, tiện tay đem kiếm nhét vào một bên, nhưng trong lòng lo lắng. Dựa theo gia hỏa này nói, lúc này đô thành bên trong còn có một vị quy khư cảnh La Thiên Tông cường giả. Hiện nay sư tôn cho ác chủ bài đã dùng xong, nàng lại nên làm cái gì? Yên Nhiên, ngươi đi đi. Tương lai nếu là tu luyện có thành tựu, vì ta Lãnh gia báo thù là được. Lãnh Chiến trầm mặt một lát sau, đi ra phía trước, giọng bình tĩnh nói: nghe nói lời này lãnh yên nhiên cau mày nếu là lúc trước nàng có thể cùng lãnh gia cùng tiếng thối lấy cái chết chiến để báo đáp lãnh gia dưỡng dục chi ân có thể hiện nay nàng đã thành sư tôn đệ tử nếu là vẫn lạc ở đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích sư tôn đối nàng vung trồng nghĩ tới đây lãnh yên nhiên không khỏi có chút xoắn xuýt. hô gia chủ không cần phải nói hôm nay ta vẫn như cũ là lãnh gia người như lãnh gia vượt qua kiếp này lại nói cũng không muộn. Lãnh yên nhiên cuối cùng ánh mắt dần dần kiên định, tự dễu cười một tiếng. Không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có nhát gan như vậy thời điểm, còn chưa thấy đến địch nhân, liền muốn muốn chạy trốn. Nếu thật chạy trốn, sư tôn mặt mũi ở đâu, thiên đạo các mặt mũi ở đâu? Có chết, cũng không thể cho sư tôn ném nửa phần mặt mũi. Cái này. Lãnh chiến hơi sững sờ, muốn khuyên mấy câu nữa, lại đột nhiên sắc mặt đại biến quay người nhìn lại. Hoàng cung phương hướng, một đạo khí thế hung hăng bóng người cực tốc đánh tới. Thật can đảm. Không nghĩ tới cái này mà là quốc bên trong, lại có người can đảm dám đối với ta là thiên tông người hạ tử thủ. Đáng chết lũ sâu kiến. Người tới thanh thế to lớn, rõ ràng cách nhau vài dặm, thanh âm lại chấn người lỗ tai đau nhất, thực lực càng là đạt đến quy khư cảnh cửu trọng thiên khủng bố cảnh giới. Một lát sau, người tới cũng đã treo ở lãnh gia trên không, nhìn xuống mọi người, như là đối đãi một đám sắp bị thẩm phán cặn bã đồng dạng. Là ai người ra tay? Thôi, các ngươi bày kiến cỏ này cùng một chỗ chôn cùng chính là. Là thiên đại thủ ấn. Không đợi lãnh gia mọi người trả lời, cái kia quy khư cảnh cường giả liền lên cơn giận giữ đưa tay thi triển thần thông. Ngưng tụ ra một cái già thiên tế nhật tay cầm, hắn phía trên tảng ra uy áp mạnh mẽ, để lãnh gia tất cả mọi người gặp cả người tới. Theo bàn tay hướng về lãnh gia trùng điệp vỗ xuống. Âm âm. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 15. Yên nhiên nguy. Trần Đạo Huyền xuất thủ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Theo quy khư cảnh lão giả một chưởng đè xuống, là thiên đại thủ ấn nương theo lấy âm âm thanh âm, liền hướng về lãnh gia phủ đệ trấn áp xuống lãnh gia bọn hậu bối chỉ là cảm nhận được cái kia kinh khủng uy ác cũng đã phủ phục tại nằm vô pháp nhúc nhích cảnh giới phía trên chênh lệch thật lớn để bọn hắn liền tâm tư phản kháng đều sinh không nổi một tia thì liền lãnh chiến vị này thông huyền cảnh cửu trọng thiên gia chủ đối mặt quy khư cảnh cường giả la thiên đại thủ ấn cũng chỉ có thể cắn răng hết sức chống đỡ lấy cái eo càng phát ra uốn lượn thật là đáng sợ đây cũng là quy khư cảnh cường giả thực lực a à cũng không biết cái kia lãnh yên nhiên còn có thể hay không xuất ra vừa rồi khủng bố chí bảo nếu là không có sợ là hôm nay cũng chỉ có thể dưới một chưởng này hóa thành cho bụi la thiên tông cường giả quả nhiên không là chúng ta có thể chống lại tồn tại này tông chủ càng là có tịch diệt cảnh thực lực thật là là kinh khủng cỡ nào tồn tại lãnh gia xong đô thành bên trong không ít thế lực đều tại quan sát lấy trận chiến đấu này nhìn đến lãnh gia sắp diệt vong không ít gia tộc càng là đã trục trịch ngóc đầu dậy. Dự định đợi quy khư cảnh cường giả đem lãnh gia trấn sát về sau, liền trước tiên động thủ, bắt đầu cướp đoạt trong thành lãnh gia sản nghiệp. Nhất là vương, lý hai nhà, nguyên bản còn tưởng rằng lần này sau đó muốn nguyên khí đại thương, bồi thường lãnh gia kết xù tư nguyên. Có thể hiện nay, hai nhà nhưng lại dâng lên hy vọng. Chỉ cần lãnh gia hủy ở La Thiên Tông cường giả trong tay, hai nhà bọn họ không chỉ không có bất kỳ tổn thất nào, thậm chí đem về thu lợi tương đối khá. Có thể nói, toàn bộ đô thành bên trong, cơ hồ 99% người đều đang mong đợi lãnh gia diệt vong. Mà lãnh chiến, lúc này trong ánh mắt mang theo hy vọng nhìn về phía lãnh yên nhiên. Lại phát hiện lãnh yên nhiên cũng mặc lộ vẻ dứt khoát chi sắc, xem ra cũng không có thủ đoạn bảo mệnh. Ta lãnh gia lần này, thật xong. Lãnh chiến cười khổ một tiếng, đối mặt cái kia sắp rơi vào trên người la thiên đại thủ ấn đã tuyệt vọng đóng lại hai mắt rốt cục nương theo lấy quanh một tiếng vang thật lớn lãnh gia phủ đệ chung quanh trên mặt đất xuất hiện một vài mười mét sâu thủ ấn hình dáng tất cả mọi người coi là lãnh gia đã tại cái này quy khư cảnh cường giả một kích phía dưới triệt để hủy diệt có thể lãnh gia mọi người lại hai mặt nhìn nhau không thể tin được chính mình có thể theo dưới một kích này sống tiếp được cuối cùng ánh mắt của mọi người tụ tập tại lãnh yên nhiên trước người, một cái lơ lửng ngọc bội phía trên. Một cái nhìn không ra phẩm giai, trên đó chỉ có một cái từ ít dùng ngọc bội, tản ra trong suốt quang mang, lơ lửng tại lãnh yên nhiên trước người. Cái này, là sư tôn cho cái viên kia ngọc bội. Lãnh yên nhiên chính mình cũng có chút choáng váng, vốn cho là mình đem phải bỏ mạng, không cách nào lại báo đáp sư ân. Lại không nghĩ rằng sư tôn cho cái này viên có thể tự do ra vào thiên đạo điện ngọc bội, lại còn có như thế kỳ dị công hiệu. Phong ngự pháp bảo. Không trung là thiên tông trưởng lão không khỏi khẽ nhíu mày, cũng không nghĩ tới cái này lãnh yên nhiên lại còn có bực này có thể đỡ quy khư cảnh cửu trọng thiên cường giả một kích phòng ngự pháp bảo. Bất quá coi như như thế, hắn cũng không có đem để ở trong mắt. Bực này pháp bảo tiêu hao đều là cực lớn, coi như có thể ngăn cản một chút, cũng không kiên trì được quá lâu. Đợi chút nữa chỉ cần đem lãnh gia mọi người hủy diệt, hắn còn có thể đem pháp bảo này bỏ vào trong túi. Ngược lại là một cọc việc vui mới đúng. Có thể đỡ hắn toàn lực nhất kích pháp bảo, tối thiểu cũng phải là huyền giai pháp bảo, giá trị liên thành. Mà lúc này hư vọng sơn bên trong, thiên đạo điện trước trong tiểu lương đình. Trần đạo huyền bản tại thảnh thơi thưởng thức trà, chờ đợi lấy chính mình đệ tử trở về. Lại đột nhiên mày nhăn lại, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở tin tức. Kiểm trắc đến ký chủ đại đệ tử bị uy hiếp sinh mệnh công kích. Phí tổn 100 hệ thống điểm, có thể cách không ra tay khẽ vẫy, bản thể thực lực. Phí tổn 1.000 hệ thống điểm, có thể buông xuống bản thể 10 phút, tử vong hoặc thời gian kết thúc đều là sẽ an toàn trở về thiên đạo điện. Có thể từ bỏ xuất thủ, mời ký chủ lựa chọn. Cùng lúc đó, một bức thủy kính hình thành hình ảnh xuất hiện ở lương đình bên ngoài, đem lãnh yên nhiên tình cảnh hiện ra ở trần đạo huyền trước mắt nhìn lấy trong tấm hình, lãnh yên nhiên mặc dù không có thụ thương thương tổn, nhưng nhìn cũng có chút thân ảnh chật vật. Trần Đạo Huyền mày nhăn lại, hắn thật vất vả mới chờ tới một cái đệ tử, muốn là cứ như vậy không quan tâm, để hắn chết yểu, cái kia thật là là bệnh thiếu máu. Về sau còn trông cậy vào dựa vào lãnh yên nhiên tên đệ tử này đến giúp hắn tìm kiếm càng nhiều thiên kiêu thêm vào môn hạ đâu. Huống hồ, đây chính là chính mình vị thứ nhất đệ tử, sao có thể bỏ mặt hắn vẫn là. Mà lại, chính mình cái này đại đệ tử, thế nhưng là... Thế nhưng là... mị Ma A à. Nhất định phải cứu Phí tổn 100 hệ thống điểm Trần Đạo huyền trầm ngâm một lát, quyết định vẫn là trước lựa chọn 100 hệ thống điểm cách không xuất thủ một lần đến tiêu trừ nguy cơ. Theo thanh âm rơi xuống, hắn liền cảm giác mình có thể thông qua cái này thủy kính trực tiếp một lần phát động công kích buông xuống tại chỗ. Thiên bia không rõ ràng tự thân ngưng khí cảnh tam trọng đến tột cùng có thể hay không dựa vào thiên ma chỉ giải quyết hết địch nhân Trần Đạo Huyền, quyết định trực tiếp vận dụng thiên ma quyết bên trong càng mạnh thần thông. Trong lòng bàn tay một cái tràn ngập phong cách cổ sư khí tức bia đá hiện lên, Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng đem ném thủy kính bên trong tên kia La Thiên Tông trưởng lão. Theo Trần Đạo Huyền cách không xuất thủ, Lãnh Yên Nhiên đôi mắt đẹp trừng trừng phát hiện mình trước người cái viên kia ngọc bội lại chậm rãi ngưng tụ ra một mảnh thủy kính đồng dạng. Thông qua thủy kính, tuy nhiên nhìn không rõ ràng lắm, nhưng lại ẩn ẩn có thể trông thấy một bóng người, tiện tay ném ra một cái thứ gì. Dù cho thủy kính tràn ngập gần sống, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng nàng vẫn là nhận ra được. Sư Tôn Lãnh yên nhiên kinh hô một tiếng. Không trung la thiên tông trưởng lão nhìn đến ngọc bội kia đột nhiên xuất hiện biến hóa trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, chẳng biết tại sao sinh ra một loại muốn phải thoát đi nơi đây xúc động. Có thể căn bản là không có chờ hắn kịp phản ứng, thủy kính bên trong một cái không lớn bia đá trống rỗng xuất hiện. Sư, một tiếng, bia đá liền trực tiếp xuất hiện tại La Thiên Tông trưởng lão hướng trên đỉnh đầu, đem hắn khí tức khóa chặt. Đáng chết, đây là cái gì tà phát? Lão phu làm sao không thể động đậy? Trưởng lão kia hoảng sợ phát hiện, theo bia đá khóa chặt khí tức của hắn, lại để cả người hắn đều đã mất đi đối thân thể trưởng khống. ngẩng đầu nhìn về phía bia đá kia, phát hiện bia đá lại bắt đầu không ngừng mà biến lớn, đã tăng tới 3.000 trượng độ cao, mới định chỉ biến hóa. To lớn bóng mờ bao phủ phương thiên địa này đồng dạng, dường như thiên địa đều bị triệt để cấm chế, mỗi người đều đã mất đi đối chính mình thân thể trưởng khống, thậm chí tư tưởng cũng bắt đầu biến đến chậm lục. Ông, bia đá khẽ rung lên, liền hướng phía dưới đập tới oanh bia đá rơi xuống đất thẳng cắm thẳng vào lòng đất một trăm trượng mới ngừng lại được đến mức trưởng lão kia bóng người sớm thì không thấy tung tích tại cùng bia đá đụng vào trong nháy mắt hóa thành tro tàn may ra lãnh gia phủ đệ vẫn chưa tại thạch bia phạm vi bao phủ bên trong không phải vậy lãnh gia liền thật muốn không tồn tại nữa cái này đến tột cùng là cái gì kinh khủng thần thông tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 16 Ngưng khí cảnh tam trọng tiên nhân Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tại thạch bia sau khi hạ xuống, toàn bộ nhân tài lần nữa khôi phục đối chính mình thân thể chi phối. Mỗi người cũng cảm giác mình tại trước quỷ môn quan đi một lượt giống như, dường như đều đã nửa chân đạp đến tiếng diêm la điện. Nếu là một kích kia nhằm vào chính là bọn hắn, tất nhiên không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản lại xem cái kia dựng đứng tại lãnh gia trước phủ đệ cách đó không xa ba nghìn trượng bia đá, toàn thân một mảnh đen kịt, trên đó rất khí vận quanh, thân bia phía trên khắc họa có thập đại thiên ma hung tướng. Còn có từng dãy lít nha lít nhít, không biết là bực nào kiểu chữ viết văn bia, không, càng giống là tên. Mau nhìn, cái kia thân bia thấp nhất, xuất hiện mới chữ. Là thiên tông trưởng lão, trương vạn phong, tu vi quy khư cảnh cửu trọng thiên theo một trận hát mang lóe qua vừa rồi tên kia trưởng lão tin tức cũng đã xuất hiện ở văn bia tận cùng dưới đấy thì ra là thế xem ra cái này ba nghìn trượng thân bia phía trên ghi lại tất cả đều là chết bởi này bia người a quá kinh khủng không đúng ngươi nhìn trương vạn phong tên ngay tại biến mất lại đang làm gì vậy t ta đã hiểu thực lực của hắn sợ là không hợp với hiện tại thân bia phía trên bị thân bia chỗ ghét bỏ cái này mới đem che lấp trời mất. Quy khư cảnh cửu trọng thiên, sau khi chết cũng không xứng tại trong bia lưu danh sao. Trong thành tu sĩ không đợi theo trời bia khủng bố uy áp phía dưới tỉnh táo lại, liền lại bị chính mình suy đoán làm chấn kinh kéo dài cái cầm. Một tên quy khư cảnh cửu trọng thiên cường giả, đã đủ để phá vỡ bọn họ toàn bộ ma la quốc. Nhưng lại sau khi chết đều không đủ lấy tại thân bia phía trên lưu lại tánh mạng đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào tồn tại mới có thể thi triển ra thần thông trong thành mấy chục vạn phàm nhân bách tính càng là ào ào hướng về thiên bia phương hướng quỳ bái trong miệng tự lẩm bẩm khẩn cầu ông trời tha thứ tội ác của bọn hắn vừa rồi toàn bộ trong thành tất cả mọi người đều là lần đầu tiên cảm giác được chính mình như thế tiếp cận tử vong bao quát phàm nhân đều không ngoại lệ yên nhiên đây là lãnh chiến sau khi tỉnh hồn lại đập đập ba ba chỉ lúc đó bia hỏi. Ai? Là sư tôn xuất thủ. Không nghĩ tới lần thứ nhất xuống núi, không chỉ dùng rơi mất sư tôn cho thủ đoạn bảo mệnh còn chưa đủ, lại vẫn để sư tôn tự mình xuất thủ mới tiêu trừ nguy cơ. Thật sự là thẹn với sư tôn vung trồng. Lãnh yên nhiên ngơ ngác nhìn tôn này thiên bia, cảm nhận được trên đó khí tức, tuy nhiên nàng cũng là lần đầu tiên gặp cái này thiên bia thần thông, nhưng lại có thể cảm nhận được trên đó sát khí cùng chính mình tu luyện hỗn độn thiên ma quyết chính là đồng xuất một mạch. Chắc là thiên ma quyết bên trong càng cường đại hơn thần thông đi. Cái này, có một câu không biết có nên hỏi hay không? Lãnh chiến nhìn lấy lúc đó bia, thật lâu không cách nào hoàn hồn, cuối cùng do dự nửa ngày tự lẩm bẩm. Gia chủ nói thẳng chính là, lần này sau đó, yên nhiên nên sẽ cùng lãnh gia giảm bớt không cần thiết đi động, bất quá gia chủ cũng có thể yên tâm, là thiên tông bên kia phiền phức, ta sẽ giải quyết nghe nói lãnh yên nhiên lời này lãnh chiến hơi sững sờ lập tức cười khổ hai tiếng xác thực lãnh gia đã thành lãnh yên nhiên vướng víu đồng thời bởi vì lãnh yên nhiên đặc thù tương lai sẽ trêu chọc càng nhiều càng lớn cường giả ngấp nghé bọn họ lãnh gia có thể không gánh nổi như thế cũng tốt dù sao lãnh yên nhiên vốn cũng không phải là hắn lãnh gia hậu bối trong miệng ngươi sư tôn là cảnh giới gì lãnh chiến lúc này quan tâm nhất chính là lãnh yên nhiên sư tôn cảnh giới đến tột cùng đạt đến hạng gì độ cao, phải chăng đủ lấy bảo hộ được an nguy của nàng. Sư tôn cảnh giới a. Ta cũng không rõ ràng, nhưng dù là không phải tiên nhân, cũng không xê xích gì nhiều a. Lãnh Yên Nhiên hơi sững sờ, vấn đề này chính nàng cũng không có đáp án, chỉ có thể nói ra trong lòng phỏng đoán. Tiên. Tiên nhân. Cũng là, chỉ là cách không xuất thủ liền có thể sử xuất loại kia kinh khủng thần thông, nói hắn là tiên nhân, ngược lại là không có không đủ. Lãnh chiến giật mình sau đó, lại thật nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Mà lúc này còn chưa tan đi đi thủy kính trần đạo huyền, nghe hai người đối thoại, khóe miệng co quắp một trận. Tiên nhân A. À? Ngưng khí cảnh tam trọng thiên tiên nhân. Yên nhiên, xử lý tốt sự tình mau chóng về núi. Trần Đạo Huyền gặp nguy cơ đã giải trừ, cũng không muốn lại nhiều quản lãnh gia sự tình, để lại một câu nói về sau, liền muốn tán đi thủy kính. Mà cái kia ba nghìn trượng độ cao thiên bia, cũng theo Trần Đạo Huyền, càng có càng nhỏ lại, một lần nữa hóa thành một khối không đến lớn chừng bàn tay bia đá nhỏ, sưu một tiếng, tại thủy kính biến mất lúc, chui trở về. Đúng, cung tiễn sư tôn. Lãnh yên nhiên thấy thế vội vàng quỳ một chân trên đất, đối với thủy kính hành lễ. Thẳng đến thủy kính tán đi, cái kia lơ lửng trước người ngọc bội mới một lần nữa trở xuống trước ngực của nàng nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội trên đó còn có chút ấm áp chi ý sư tôn không chỉ lưu lại cho mình thủ đoạn bảo mệnh thậm chí còn trong bóng tối có lưu bực này hậu thủ đối nàng là bực nào quan tâm nghĩ đến đây lãnh yên nhiên lúc này chỉ muốn mau mau trở lại hư vọng sơn phụng dưỡng tại sư tôn bên cạnh trong thành phiền phức liền làm phiền gia chủ xử lý ta quyết định lập tức về núi nghĩ một hồi như thế nào có thể giải quyết La Thiên Tông tiếp xuống phiền phức. Lãnh yên nhiên nhìn lấy tàn phá lãnh gia, nhưng trong lòng cũng không gần sóng quá lớn, ngược lại đem ánh mắt thả càng thêm lâu dài. Hôm nay xử lý La Thiên Tông thủ tịch đệ tử không nói, còn giết hai tên quy khư cảnh trưởng lão, liền xem như La Thiên Tông cũng sẽ thịt thương yêu không dứt, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha lãnh gia. Mà nàng, thì phải tại La Thiên Tông hạ xuống trách phạt trước đó, tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Nếu là lúc trước, tự nhiên là không thể nào hoàn thành sự tình, có thể hiện nay lại khác, tại sư tôn bên cạnh, không có chuyện không thể nào. Yên tâm đi thôi. Là thiên tông hao tổn hai vị quy khư cảnh cường giả, đang điều tra rõ ràng trước đó, sẽ không dễ dàng đồng thủ. Lãnh chiến trọng trọng gật đầu, sau đó cùng đông đảo lạnh gia con cháu, đưa mắt nhìn lãnh yên nhiên ngự không rời đi. Một ngày này, đối với ma la quốc đô thành tới nói phát sinh quá khó lường cho nên nguyên bản đông đảo thế gia đều đang đợi lãnh gia hủy diệt tốt cướp đoạt lãnh gia tư nguyên cùng sản nghiệp có thể hiện nay tất cả thế gia đều mắc choáng váng không nghĩ tới liền quy khư cảnh cửu trọng thiên la thiên tông cường giả đều thua ở lãnh gia trong tay nhất là lý gia vương gia càng là trong lòng bối rối không thôi cuối cùng hai người thương lượng một phen quyết định không theo chiếu trước đó nói chuyện tốt năm thành đến giao phó lãnh gia, trọng vẹn lại tăng thêm một thành, đem sáu thành sản nghiệp đều nộp ra. Mà lúc này trong hoàng cung, một thân xuyên lộng lẫy long bào, khí độ bất phàm trung niên nam tử, nghe thuộc hạ báo cáo, cũng là cả kinh không ngậm miệng được. Thân là ma la quốc hoàng đế hắn, tại đối mặt la thiên tông quy khư cảnh cửu trọng thiên cường giả thời điểm cũng không có lực phản kháng chút nào. Không nghĩ tới ngày bình thường không thế nào thu hút lãnh gia, lại có như vậy kinh khủng thủ đoạn. Nhất là hồi tưởng lại cái kia trống rỗng xuất hiện ba nghìn trượng thiên bia, dù là lúc ấy hắn tại phía xa hoàng cung, đều cảm thấy tử vong tại hướng hắn ngoắt. Lãnh yên nhiên A à, đến tột cùng là dạng gì kỳ ngộ, mới có thể để cho nạn trong vòng một đêm khủng bố như thế. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 Cơ hội phát tài Là thiên tông kế hoạch nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hư vọng sơn, thiên đạo điện bên ngoài trong tiểu lương đình. Trần đạo huyền nghe được trong đầu nhắc nhở, không khỏi hơi sững sờ. Đánh giết quy khư cảnh cửu trọng thiên, khen thưởng 90 hệ thống điểm. Trước đó đánh giết thông huyền cảnh, chỉ có một điểm khen thưởng. Xem ra quy khư cảnh, hẳn là mỗi tăng lên một trọng thiên hội có 10 hệ thống điểm khen thưởng. Như thế tính ra, vừa rồi lần kia tiêu hao 100 hệ thống điểm xuất thủ, cũng cơ hồ hồi vốn. Nguyên bản một lần xuất thủ chính là 100 hệ thống điểm, hắn còn có chút đau lòng, nhưng vì mình đệ tử duy nhất, cũng không thể mặc kệ. Có thể hiện nay, tính được, bất quá chỉ tiêu hao 10 chút thôi, nhất thời trong lòng thư thả không ít. Xem xét hệ thống điểm. Hệ thống điểm. 2164 điểm. Làm sao hệ thống điểm ngược lại còn trở nên nhiều hơn? Trần Đạo Huyền có chút mờ mịt, lập tức tra xét hệ thống điểm thu hoạch được ghi chép. Ký chủ đại đệ tử lãnh yên nhiên, đánh vết quy khư cảnh thất trọng thiên, thu hoạch được 70 hệ thống điểm. Ký chủ đại đệ tử lãnh yên nhiên, đánh vết thông huyền cảnh tứ trọng thiên, thu hoạch được 4 hệ thống điểm. Thì ra là thế, xem ra đệ tử đánh chết địch nhân, cũng sẽ thu hoạch được hệ thống điểm A. Cái này sống. Không lỗ phản kiếm lời. Từng. Vừa vặn bây giờ yên nhiên cùng cái kia La Thiên Tông kết cựu oán, đợi hắn về núi về sau, tìm một cơ hội an bài nàng đi đem La Thiên Tông cho thu thập. Muốn phát tài. Trong lúc suy tư, Trần Đạo Huyền ánh mắt càng ngày càng sáng, trong đầu La Thiên Tông đã thành một cái hệ thống điểm bảo khố đồng dạng tồn tại. Rõ ràng là đã hạ quyết tâm, tính toán đợi thích hợp thời điểm, để yên nhiên xuống núi đem La Thiên Tông viên này đại rau hẹ cho thu hoạch được. Vì hệ thống hơi lớn tứ giết hại người vô tội hắn làm không được, nhưng nếu là địch nhân lợi nói, hắc hắc, chỉ là cái kia quy khư cảnh cửu trọng thiên, giống như thẳng yếu a. À. Hồi tưởng lại vừa rồi một màn, Trần Đạo Huyền hơi nghi hoặc một chút, tuy nói hắn biết được chính mình ngưng khí cảnh tam trọng thiên cũng có cực mạnh thực lực, có thể lại không có một cái nào chính xác mong muốn. Vì thế, vừa mới ra tay thời điểm, hắn đều làm xong một lần đánh giết không được liền lại đổi lấy hai lần cơ hội xuất thủ đến giải quyết đối thủ dự định. Thật không nghĩ đến chỉ dùng một kích, cái kia quy khư cảnh cửu trọng thiên cường giả liền hóa thành hạt bụi. Quả thực, quá yếu. Cũng may mắn ý tưởng này vẫn chưa để người biết được, không phải vậy nhất định phải có người hô to yêu nghiệt. Ngưng khí cảnh tam trọng thiên, miễu sát quy khư cảnh cửu trọng thiên cường giả coi như xong, thế mà còn ghét bỏ người ta yếu. Đây là vấn đề của người ta a. À? rõ ràng là gia hỏa này mạnh hơn phân tốt a à. không có đệ tử ở bên người pha trà đều chỉ có thể chính mình tới làm ai trần đạo huyền không nghĩ ra dứt khoát liền không suy nghĩ thêm nữa tiện tay lại cho mình rót một chén ngộ đạo trà tiếp tục thoải mái nhàn nhã uống đồng thời hơi nhớ nhung chính mình bị ma đại đệ tử nếu là có yên nhiên tại cũng không cần chính mình pha trà còn có thể cảnh đẹp ý vui la thiên tông trong đại điện tông chủ ngồi ngay ngắn chủ vị một bên hai bên đứng thẳng đến tên trưởng lão. Ngoài trừ tông chủ la võ chân nhân chính là tịch diệt cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới bên ngoài, còn lại mấy cái tên trưởng lão thấp nhất cũng là quy khư cảnh cường giả. Tại cái này bắt vực cũng coi là cao cấp nhất nhất lưu thế lực. Bắt vực rất nhiều tu tiên thế lực bên trong, bao quát la thiên tông ở bên trong, nắm giữ tịch diệt cảnh cường giả trấn giữ nhất lưu thế lực, cũng liền bốn cái. Tông chủ, bây giờ khoảng cách trăm năm mở ra một lần xích vân cốc bí cảnh mở ra còn sót lại không đủ ba tháng thời gian, thủ tịch làm sao còn chưa trở về. Nếu là chậm trễ bí cảnh mở ra, vậy coi như. Một tên trưởng lão nhíu mày, đối với tại loại này bí cảnh tức sắp mở ra thời khắc máu chốt, thủ tịch đệ tử Trương Thiên Trạch xuống núi sự tình cực kỳ bất mãn. Nếu là đến lúc đó làm trễ nải bí cảnh sự tình, không có thủ tịch đệ tử dẫn đội tiến về, bọn họ la thiên tông đem về bị hạn gì tổn thất thật lớn không có thủ tịch đệ tử tại bí cảnh bên trong la thiên tông đem không có bất kỳ cái gì tư cách đi cùng còn lại ba cái tông môn cạnh tranh tương nguyên yên tâm thiên nhi sẽ không trì hoãn bực này trọng yếu sự tình lần này thiên nhi xuống núi cũng là bởi vì việc này thiên nhi phát hiện mà la Quốc bên trong một cái tiểu gia tộc bên trong có một nữ tử chính là đặc thù thể chất nếu là có thể cùng sông tu tất nhiên có thể làm cảnh giới tăng lên trên diện rộng chỉ cần đợi thiên nhi trở về đến lúc đó nói không chừng có thể lấy thông huyền cảnh thất trọng thiên thậm chí bác trọng thiên cảnh giới tham gia bí cảnh lần này bí cảnh cũng chính là chúng ta la thiên tông đại hoạch toàn thắng la võ chân nhân nghe được trưởng lão bất mãn ngữ cười nhẹ an ủi đối với trương thiên trạch xuống núi mục đích hắn rõ rõ ràng ràng, ràng thậm chí vì chuyến này thuận lợi còn an bài hai tên quy khư cảnh trưởng lão đi theo vì chính là bảo đảm không có sơ hở nào chỉ cần hết thảy thuận lợi lần này bí cảnh chính là bọn họ la thiên tông triệt để siêu việt những tông môn khác trở thành cái này bắt vượt đệ nhất thế lực cơ hội t thì ra là thế đã dạng này lão phu liền không lại suy nghĩ đông đảo trưởng lão nghe nói lời này cũng là nhất thời hít sâu một hơi trong mắt tinh quang lóe qua Tứ đại tông môn thủ tịch đệ tử thực lực đều là tại sàn sàng với nhau, nếu là Trương Thiên Trạch có thể lâm thời lại đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, bí cảnh bên trong liền có thể hiện lên nghiền ép chi thế. Vương nghĩ tới La Thiên Tông sắp tại bí cảnh bên trong thu hoạch đại lượng tư nguyên, đồng thời còn có cơ hội đem những tông môn khác thiên kiêu chém giết tại bí cảnh bên trong. Đông đảo trưởng lão liền nhìn không được có chút hưng phấn lên. Có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này, một bóng người lão đảo chạy vào đại điện bên trong tông, tông chủ, việc lớn không tốt. Cái kia đệ tử sắc mặt hoảng sợ, liền cửa đại điện hạm cũng không kịp vượt qua, liền trực tiếp bị vấp ngã xuống đất, rắn rắn chắc chắc ngã cái chụp ếch. Đồ hỗn trướng. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, tông chủ trước mặt chớ có mất dáng vẻ. Trước bình phục một chút lại nói. Trong đó một tên trưởng lão chính là cái kia đệ tử sư tôn, thấy mình đệ tử lộ ra này tấm tư thái, nhất thời cảm giác tại nhiều nhiều đồng môn trước mặt mất đi mặt mũi. Lúc này liền là một trận quát lớn. Nghe sư phụ, cái kia đệ tử chỉ có thể nuốt xuống hai nước bọt, cưỡng ép trấn tĩnh lại. Nói một chút đi, chuyện gì, làm sao đến mức như thế kinh hoảng. Tông chủ la võ chân nhân gặp cái kia đệ tử bình tĩnh không ít, lúc này mới bình tĩnh hỏi. Hồi. Hồi bẩm tông chủ. Trương sư huynh mệnh bài, nát. Nát cái kia đệ tử không dám nhìn thẳng tông chủ ánh mắt cúi đầu run rẩy gập ghềnh nói trương sư huynh cái nào họ trương đệ tử mệnh bài nát phái người điều tra một phen đến tột cùng là ai đúng ta la thiên tông đệ tử ra tay đem trừ rơi là được la võ chân nhân nghe nói lời này nội tâm không có không gợn sống người tu hành sinh tử chính là chuyện thường chết người đệ tử mà thôi giúp hắn báo thù đồng thời để bên ngoài người biết được đối la thiên tông đệ tử xuất thủ xuống tràng là được. Hồi bẩm tông chủ, bể nát mệnh bài là Trương Thiên Trạch Đại Sư Huynh. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 18 La võ chân nhân nổi giận, kỳ quái hung thú. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cái gì? Trương Thiên Trạch, Thiên Nhi mệnh bài. Nát. Răng rắc là võ chân nhân nghe nói lời này, đầu tiên là sững sờ, chủ tọa tay vịn trực tiếp tại hắn tay bên trong hóa thành mảnh vụn, cả người khí thế càng là suýt nữa mất khống chế, tịch diệt cảnh khủng bố uy áp ầm vang bạo phát, ép tới tại chỗ tất cả trưởng lão cũng không khỏi hơi hơi gặp công mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mà tên kia đến đây thông báo đệ tử, lúc này tức thì bị ép tới cả người dính sát trên mặt đất, liền một ngón tay đều không thể động đậy, mắt thấy lại tiếp tục như thế liền muốn không sống nổi tông chủ. Thấy mình đệ tử sắp không được, một tên trưởng lão liền vội mở miệng kêu lên. Một tiếng này cũng đem uy áp mất khống chế la võ chân nhân cho theo thất thố bên trong kéo lại. Khí tức cả người nhanh chóng nội liễm, đông đảo trưởng lão như trút được gánh nặng, mà tên đệ tử kia càng là như là vừa mới trở về từ cõi chết đồng dạng, nằm rạp trên mặt đất, hồng học. Hồng học, miệng lớn thở hỗn hển. Không đúng, bản tông chủ còn phái thất trưởng lão cùng tam trưởng lão đi cùng thiên nhi cùng nhau tiến đến ma la quốc làm sao có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên la võ chân nhân đột nhiên nhớ ra cái gì đó không khỏi nhướng mày lẽ ra ma la quốc đều quy khư cảnh cường giả cũng chỉ có cái kia hoàng đế một người đồng thời cũng chỉ là quy khư cảnh tam tứ trọng trời dáng vẻ thôi bất luận là tam trưởng lão vẫn là thất trưởng lão đều có thể đem nhẹ nhõm trấn áp như thế nào lại để thiên nhi tại ma la quốc bên trong ngoài ý muốn nổi lên đâu? Tông chủ. Tam trưởng lão, thất trưởng lão mệnh bài, vậy. Cũng nát. Ba người mệnh bài phá nát thời gian, cách nhau không lâu, chỉ sợ. Chính là một người gây nên. Cái kia đệ tử nghe được tông chủ, run run rẩy rẩy nói bổ sung. Đánh trắm. Tam trưởng lão bây giờ đã là quy khư cảnh cửu trọng thiên, khoảng cách đột phá tịch diệt cảnh cũng là cách xa một bước, làm sao có thể vẫn lạc tại Ma La Quốc. Nghe nói lời này, La Võ Chân Nhân nhất thời giận tím mặt. Tổn thất Trương Thiên Trạch vị này thủ tịch đệ tử, đã là hắn không thể tiếp nhận thê thảm đau đớn đại giới, nếu là lại hao tổn hai vị quy khư cảnh trưởng lão, thậm chí còn có một tên là quy khư cảnh cửu trọng thiên tam trưởng lão, hắn cảm giác mình đều nhanh muốn thổ huyết. Chỉ là Ma La Quốc, tối cường giả bất quá quy khư tứ trọng thiên, dạng này một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, làm sao có thể để hắn la thiên tông ăn thiệt thòi lớn như thế? Đệ tử Đệ tử nói đều là là thật. Cái kia đệ tử cảm nhận được tông chủ lửa giận, dọa đến hàng đầu chôn thấp hơn, có thể hai vị trưởng lão cùng thủ tịch mệnh bài phá nát chính là sự thật, hắn ngoại trừ chi tiết bẩm báo, lại có thể có biện pháp nào đâu. Ngươi đi xuống trước đi, việc này chớ có đối ngoại lộ ra. La võ chân nhân trầm mặt thật lâu, Cuối cùng đối với cái kia đệ tử khoác tay áo, đem lui sau lúc này mới liếc nhìn tại chỗ tất cả trưởng lão. Mọi người cảm nhận được tông chủ ánh mắt, đều có chút sợ hãi cúi đầu xuống. Bọn họ biết, lần này tông chủ sợ là thật tức giận. Tổng thất hai vị trưởng lão, cộng thêm thủ tịch đệ tử Trương Thiên Trạch, càng là đuổi tại bí cảnh mở ra trước. Hiện nay coi như muốn Lâm thời tìm tới người đến thay thế Trương Thiên Trạch vị trí, cũng căn bản không còn kịp rồi. Nhị trưởng lão ngươi đi ma la quốc đi một chuyến, cực kỳ điều tra một phen thiên nhi cùng hai vị trưởng lão là gặp người nào độc thủ. Ta là võ chân nhân, chắc chắn người này chém thành muôn mảnh. Mặt khác, ta tông môn tại ma la quốc bị gặp như vậy, ma la quốc hoàng đế cũng không thoát khỏi trách nhiệm, đem trừng trị một phen, như hắn không thức thời, hư. La võ chân nhân cuối cùng ánh mắt ngừng lưu tại nhị trưởng lão trên thân, ngữ khí băng lãnh ra lệnh. Trong lời nói sát cơ lộ ra, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cái kia kẻ trộm lập tức chém giết. Đúng, lão phu cái này đi làm. Nhị trưởng lão liền vội vàng không người cúi đầu, vội vã lui ra đại điện, liền hướng về ma là quốc phương hướng mà đi. Việc này tạm thời đừng rêu rao, bí cảnh sự tình, bản tông chủ lại tính toán sau, các ngươi đều là lui ra đi. Đợi nhị trưởng lão sau khi rời đi, la võ chân nhân để lại một câu nói về sau, liền phối hợp đứng dậy phất tay áo rời sân mà đi chỉ để lại một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau than thở một phen ai đi đường nấy một ngày sau một đạo hút con ngươi bóng người tại hư vọng sơn bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua đầy đặn mượt mà dáng người tùy theo chập trùng không ngừng vì sao những thứ này hư vọng sơn bên trong hung thú lần này đều không đúng ta phát động công kích lãnh yên nhiên hơi nghi hoặc một chút lần trước tiến vào hư vọng sơn thời điểm đám hung thú này chỉ muốn gặp được nàng và cái kia ba tên sát thủ đều là trực tiếp liền xông về phía trước chém giết. Nhưng lần này, những hung thú kia lại tự như tại trốn tránh nàng đồng dạng, không, không đúng. Tại hạ núi thời điểm, tự như cũng không có bị hung thú quấy rối. Lúc ấy cuốn cùng đi đường về lãnh gia, ngược lại là không có đem chi tiết này để ở trong lòng. Bây giờ muốn đến, lại có chút kỳ quái. Nghĩ đến đây, lãnh yên nhiên không khỏi cước bộ hơi hơi dừng lại, đã nhận ra một đầu hung thú khí tức, không chỉ không có đi vòng qua, ngược lại thẳng tắp đuổi theo một lát sau một đầu thân cao trọn vẹn bảy tám mét mảnh hổ hung thú liền xuất hiện tại trước mắt có thể cái kia mảnh hổ chỉ là nhìn nàng một cái về sau như là nhìn thấy cái gì kinh khủng tồn tại đồng dạng liền lập tức quay người đào mệnh cái này cái kia hổ vương tối thiểu cũng có thông huyền cảnh thực lực vì sao như thế sợ hãi cùng ta chẳng lẽ lãnh yên nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì cúi đầu nhìn về phía ở ngực chỗ cái viên kia sư tôn đưa nàng ngọc bội khả năng duy nhất liền là bởi vì sư tôn tặng cái này viên ngọc bội bất quá tại xác định hung thú xác thực đều là tại tránh chính mình về sau lãnh yên nhiên lần nữa hướng về thiên đạo điện phương hướng mau chóng đuổi theo đồng thời không cần lại tận lực đề phòng yêu thú đánh bất ngờ ngược lại là dễ dàng rất nhiều thẳng đến lãnh yên nhiên rời đi nửa buổi cái kia thông huyền cảnh hung thú hổ vương mới dài thở dài một hơi đồng dạng may mắn nhìn lấy nàng rời đi phương hướng. Trên người nàng tại sao có thể có tòa kia thần điện khí tức? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tòa này hư vọng sơn bên trong hung thú, cũng biết chỗ giữa sườn núi tòa kia thần điện, hung thú bản năng, để chúng nó căn bản không dám tới gần thần điện 10 dặm trong vòng. Dường như cái kia thần điện bên trong tòa lạc lấy một tôn viễn cổ cự hung đồng dạng, chỉ là xa xa nhìn về phía thần điện, liền để chúng nó đám hung thú này nằm rạp trên mặt đất trung lẫy bẫy. Bây giờ lãnh yên nhiên trên thân mang có thần điện khí tức, bọn họ đám hung thú này tự nhiên tránh không kịp. Đừng nói chủ động trêu chọc, tránh cũng không kịp. Mà tốc độ nhanh không ít lãnh yên nhiên, chẳng mấy chốc liền về tới thần điện phụ cận. Nhìn đến trong tiểu lương đình tỉnh tọa đạo thân ảnh kia, nàng cảm giác mình nguyên bản giấu ở trong lòng quỷ khuất, lại có chút không ngừng được. Như là bị khi dễ hài tử, cố nén ủy khuất, về đến nhà nhìn đến trưởng bối trong nhà cảm giác đồng dạng, mũi chua chua, hốc mắt thì đỏ lên. Trở về rồi. Trần Đạo Huyền tự nhiên đã sớm chú ý tới đệ tử trở về, đối nó cười nhẹ hơi hơi ngoắt, ra hiệu trước đến ngồi xuống đến lại nói. Sư Tôn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19. Thông báo La Thiên Tông, nên đón diệt môn. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio nghĩ đến chính mình lần xuống núi này không chỉ chiêu gây phiền toái dùng hết sư tôn cho bảo mệnh ác chủ bài thậm chí cuối cùng còn để sư tôn tự mình xuất thủ đem chính mình cứu lãnh yên nhiên liền một trận xấu hổ vốn cho rằng trở lại trong núi sư tôn sẽ nghiêm khắc trừng trị nàng một phen lại không có nghĩ rằng sư tôn chỉ là ông nhu như vậy mà cười cười yên tĩnh để cho nàng ngồi xuống liền một câu trách phạt đều không có nguyên bản tại lãnh yên nhiên trong lòng giống được sinh vật đều như thế không đều là liếc nhìn nàng một cái liền sẽ không tự chủ bị hấp dẫn sao. Có thể sư tôn lại hoàn toàn khác biệt, đối nàng tốt như vậy, càng là không có đối nàng sách ra bất kỳ yêu cầu gì. Nàng lãnh yên nhiên đến tột cùng có tài đức gì, đời trước tạo hóa chúng sinh, mới đổi lấy tốt như vậy sư tôn sao. Ngốc đứng đấy làm gì, qua đến ngồi xuống, cùng vi sư nói một chút lần này đến tột cùng đều phát sinh thứ gì. Trần Đạo Huyền gặp nàng ngốc đứng tại chỗ, không khỏi mở miệng lần nữa nói ra đúng sư tôn nghe nói lời này nàng mới bước nhanh về phía trước đi vào trong tiểu lương đình gặp sư tôn nước trà trong chén đã thấy đấy đầu tiên là cung kính nâng bình trà lên cho sư tôn thêm lên nước trà lúc này mới thành thành thật thật ngồi ở đối diện bị khi phụ rồi trần đạo huyền thấy thế cũng có chút hài lòng chính mình đệ tử này ngược lại là hiểu chuyện không tệ không tệ nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà về sau, liền ôn nhu hỏi. Có thể câu này quan tâm, lại thành áp đảo lãnh yên nhiên trong lòng ủy khuất sau cùng một cọng cỏ. Dựa vào cái gì nàng vì bảo vệ mình, mà giết chết la thiên tông thủ tịch đệ tử về sau, thì phải bị hắn sau lưng chỗ dự trưởng lão trấn sát. Dựa vào cái gì nàng bất đắc dĩ phản kháng sau đó, còn muốn lo lắng la thiên tông đối nàng trả thù. Nếu nàng không môn không phái, không có sư tôn chỗ dựa, chẳng phải là biến thành cái kia trương thiên trạch lô đỉnh. Nghĩ tới đây, lãnh yên nhiên nguyên bản thì đỏ đỏ hốc mắt, nhất thời thì có trong suốt xẹt qua, theo tuyệt mỹ rung động lòng người gương mặt rơi xuống. Trước kia nàng, không có người quan tâm thì cũng thôi đi, ngày bình thường theo dựa vào chính mình tại đông đảo thiên kiêu bên trong quay vòng, tìm kiếm nghĩ cách bảo vệ tốt trong sạch của mình. Có thể hiện nay, lại có có thế quan tâm nàng, bảo hộ nàng người. Sư Tôn Đồ Nhi, đồ nhi. Lãnh yên nhiên nghẹn ngào muốn muốn nói ra trong lòng mình quỷ khuất, nói ra đối sư tôn cảm thụ. Cũng không đợi nàng nói tiếp, đã thấy sư tôn đứng dậy, một tay lấy nàng ông vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Không có chuyện gì, về sau có vi sư cho ngươi chỗ dựa, muốn khóc thì khóc đi, khóc qua, về sau thì không còn có ủy khuất. Trần Đạo Huyền thở dài một tiếng, chính mình cái này đại đệ tử người mang tiên thiên mỹ cốt, trời sinh liền tràn đầy trùng điệp nguy cơ hiếm thấy nàng có thể ứng phó cho tới bây giờ còn không có bị người có quyết tâm phải đi không cần nghĩ hắn cũng hiểu biết chính mình đệ tử này trong lòng tất nhiên đè nén rất nhiều tâm tình trong ngực gia nhân nức nở hắn lúc này cũng không có bất luận cái gì tà niệm chỉ muốn để đem đệ tử trong lòng ủy khuất tán đi lãnh yên nhiên cũng nhịn không được nữa ghé vào sư tôn trong ngực phát tiết chính mình những năm gần đây tất cả ủy khuất thật lâu lãnh yên nhiên mới ngượng ngùng từ sư tôn trong ngực ngẩng đầu lên chỉ thấy sư tôn trước ngực quần áo sớm bị nước mắt của nàng thẩm thấu đệ tử thất thố cúi đầu đỏ mặt không dám cùng sư tôn đối mặt suy nghĩ một chút chính mình vừa rồi trò hề lãnh yên nhiên đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào hạ lần núi vừa vừa trở về liền đối với sư tôn khóc lớn một trận chuyện này là sao a à? lãnh yên nhiên a à, lãnh yên nhiên sao có thể tại sư tôn trước mặt thất thố như vậy đâu. Không sao, trong lòng ủy khuất nhưng có tán đi. Trần Đạo Huyền lại xem thường khẽ cười một tiếng, vuốt vuốt tóc của nàng. Đi qua vừa rồi nháo kịch, Trần Đạo Huyền ngược lại là cảm thấy giữa hai người quan hệ gần gũi hơn khá nhiều, không giống trước đó như vậy câu nệ. Đệ tử tốt hơn nhiều. Sư tôn. Có thể buông ra đệ tử sao? Lãnh yên nhiên lúc này đỏ mặt biểu thì chính mình đã không sao, bất quá tuy nhiên sư tôn trước ngực đã rộng lớn lại ấm áp nhưng lúc này lãnh yên nhiên luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng cảm thụ được nắm ở chính mình trên lưng tay cầm cùng rắn chắc cánh tay lãnh yên nhiên đều cảm thấy mình sắp cầm giữ không được muốn là cái này tiên thiên mị cốt có thể đối sư tôn cũng sinh ra hiệu quả tốt biết bao nhiêu a à, trong lúc nhất thời lãnh yên nhiên suy nghĩ lại lân lân không biết bay tới đâu hả à ngồi đi ngồi xuống cùng vi sư nói một chút chuyến này quá trình Nghe nói như thế, Trần Đạo Huyền cái này mới phản ứng được, vội vàng thu hồi đặt ở hắn bên hông tay, ngồi về vị trí của mình phía trên. Cảm nhận được sư tôn ngón tay thon dài theo bên hông mình xẹt qua, xốp giòn xốp giòn ngứa một chút, lãnh yên nhiên không khỏi có chút khô nóng. Bất quá vẫn là đàng hoàng ngồi ở sư tôn đối diện. Bắt đầu vì sư tôn nói về chuyến này xuống núi đi qua cùng tao ngộ. Mà Trần Đạo Huyền thì là thoải mái nhàn nhã uống trà, tâm bình khí hòa nghe đệ tử giảng thuật. Còn vừa có thể hưởng thụ đệ tử chăm trà rót nước đãi ngộ, đồng thời cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Nhưng đột nhiên, theo một câu, Trần Đạo Huyền nguyên bản bưng lên chén trà sững sờ tại nguyên chỗ, cả người sắc mặt đều đen lại. Muốn con ngựa chạy, liền muốn cho con ngựa thảo. Khi cái gì đồ bỏ thủ tịch là cái gì cái tông môn tới. Trần Đạo Huyền sắc mặt âm trầm, liền trong chén trà đều không tâm tư thưởng thức, bành một tiếng thả lại trên bàn đá. Dám cùng đệ tử của hắn nói ra bực này ô ngôn quế ngữ. Liền hắn cái này làm sư phụ cũng còn không có. Khục, đều không bỏ được. Tên kia làm sao dám đó a? À? Hồi bẩm sư tôn, cái kia trương thiên trạch là La Thiên Tông thủ tịch đệ tử. Chính là La Thiên Tông, tông chủ La Võ Chân Nhân đệ tử. Đến mức La Võ Chân Nhân Tu Vi, nghe nói đã là tịch diệt cảnh năm lãnh yên nhiên cũng không nghĩ tới sư tôn lại lại bởi vì câu nói này đột nhiên đổi sắc mặt tuy nhiên nàng lúc ấy cũng bị trương thiên trạch lời này nghe được tức giận không thôi nhưng ở đem chém vết về sau khí cũng đã tiêu tán theo có thế đúc nàng thảo há lại cái kia trương thiên trạch hắn cũng xứng không cần phải nói kia cái gì chân nhân cảnh giới vi sư không muốn biết được cũng không cần biết được Trần Đạo Huyền trực tiếp đưa tay đánh gãy lãnh yên nhiên tiếp tục nói nói là thiên tông tình báo tin tức. Nguyên bản hắn liền nghĩ đến, lãnh yên nhiên cùng cái kia tông môn kết cừu oán, nếu là có cơ hội liền có thể thu hoạch một đợt hệ thống giờ rồi. Nhưng nghĩ đến lần này chính mình đệ tử cũng không có ăn cái gì thiệt thòi lớn, phản mà đối phương người tới đều chết không thể chết lại, cũng không quá nhẫn tâm trực tiếp động thủ diệt hắn tông môn. Có thể hiện nay, đã cái kia là thiên tông như thế muốn chết, vậy liền trách không được lòng hắn hung ác. Dù sao tu luyện chi nhân, bản nên mạnh được yếu thua, coi như bị diệt tông môn, cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn quá mức nhỏ yếu. Liên hệ lãnh gia lan ra tin tức, nửa tháng sau, để La Thiên Tông nên đón diệt môn. Lui ra La Thiên Tông người, có thể lưu tánh mạng, đến lúc đó chỉ cần không có lui ra La Thiên Tông người, giết không tha. Trần Đạo Huyền thở vào một hơi về sau, ngữ khí bình thản đối với lãnh yên nhiên phân phó nói. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20 Phòng tu luyện Suối nước nóng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tuy nhiên Trần Đạo Huyền ngữ khí mười phần bình thản, nhưng lời này rơi vào lãnh yên nhiên trong tai, lại không để cho nàng từ hai con mắt bỗng nhiên khẽ giật mình. La Thiên Tông thế nhưng là cái này bắt vực tứ đại tông môn một trong, này tông chủ càng là tịch diệt cảnh cường giả. Chỉ cần La Thiên Tông một câu, đừng nói là lãnh gia, thì liền ma la quốc đều muốn tại trong khoảnh khắc hủy diệt. Có thể mặc dù là như thế thế lực cường đại, tại sư tôn trong mắt lại dường như như là một loại trò đùa tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là một câu, liền định ra la thiên tông tử kỳ. Đến mức sư tôn đến tột cùng có thể hay không đem la thiên tông diệt môn, nàng thế nhưng là không có nửa phần hoài nghi. Trong lòng của nàng, sư tôn cho thấy đủ loại thần tích, e là cho dù không phải tiên nhân cảnh giới, cũng không kém là bao nhiêu chỉ là la thiên tông tại sư tôn trong mắt chỉ sợ cũng bất quá là một bầy kiến hôi thôi tịch diệt cảnh đơn giản là thể trạng lớn hơn một chút con kiến hôi đệ tử lĩnh mệnh cái này liền thông báo lãnh gia đem tin tức truyền ra lãnh yên nhiên trong lòng sau khi kinh ngạc vội vàng đáp ứng đồng thời trong lòng đối với sư tôn quyết định hủy diệt la thiên tông sự tình có chút động dung la thiên tông bực này thế lực sao lại có thể vào được sư tôn pháp nhãn? Chỗ lấy muốn đem này diệt môn, còn không phải là vì giúp tự mình làm chủ chỗ dựa. Có sư tôn như thế, có chết không hối hận. Không có trì hoãn, lãnh yên nhiên theo liền từ trong ngực lấy ra một cái truyền âm ngọc bội, đem tin tức này thông tri cho gia chủ lãnh chiến. Sau đó lại giúp sư tôn pha trà tỉnh tọa một lát. Người phen này cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Vì sư mang ngươi nhìn cái thứ tốt trần đạo huyền nghĩ nghĩ cái này thời gian nửa tháng vừa vặn có thể dùng để giúp yên nhiên tăng lên một phen thực lực lúc này liền đứng dậy hướng về đại điện đi đến lãnh yên nhiên vội vàng theo sát phía sau đi theo sư tôn bên cạnh thân trong lòng càng là không khỏi có chút hiếu kỳ sư tôn trong miệng nói rất hay đồ vật đến tột cùng là cái gì đợi tiến vào thiên đạo điện trần đạo huyền liền hướng về một chỗ đóng chặt gian phòng đi đến đi tới gần hơi hơi ngoắt ở giữa cửa lớn liền tự động mở ra, nhất thời một cổ hơi nước lan tràn ra, trong đó càng là khói mù lượng lờ thấy không rõ cảnh tượng. Lãnh yên nhiên tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không dám tại sư tôn trước mặt mất lễ nghĩa. Đợi Trần Đạo Huyền chậm rãi đi vào trong đó, nàng mới vội vàng đuổi theo cước bộ. Đi vào trong điện về sau, lãnh yên nhiên cái này mới nhìn rõ trong đó cảnh tượng cùng bố trí. Một cái to lớn ao bị rót đầy nước, chỉ là nước này lại có chút đặc biệt, tự như linh khí cực kỳ nồng đậm. Nguyên bản tại thiên đạo điện phạm vi bên trong, linh khí cũng đã là cực kỳ nồng nặc, xưng là tu luyện thánh địa cũng không có không đủ. Có thể trong gian phòng đó, linh khí càng là nồng đậm để lãnh yên nhiên đều có chút không tiếp thụ được, chỉ là hô hấp liền có thể cảm giác được đại lượng linh khí chui nhập thể nội, nếu là ở nơi đây tu luyện, một ngày liền có thể chống đỡ lên ngoại giới trăm ngày có thừa. Sư Tôn, nước này. Không đúng, đây không phải nước cái này là linh khí quá mức nồng đậm ngưng tụ thành trạng thái dịch lãnh yên nhiên bản muốn mở miệng hỏi thăm sư tôn nước này là pháp bảo gì a à? có thể lại đột nhiên kịp phản ứng thế này sao lại là cái gì nước đây rõ ràng cũng là quá mức nồng đậm mà hình thành trạng thái dịch linh khí a à? dù là chỉ là dội lên một bình nhỏ thả tại bên ngoài cũng có thể bán cái giá trên trời lớn như vậy một ao trạng thái dịch linh khí cái kia giá trị bao nhiêu không tệ đây chính là linh khí hình thành Ngươi sau khi xuống núi, vi sư trong lúc rảnh rỗi, liền muốn lấy tiện tay bố hạ một cái tụ linh trận, chuẩn bị cho ngươi ra tới một cái phòng tu luyện. Đúng đấy, có thể có thể dùng sức quá mạnh đi, tụ linh trận bố trí xuống về sau, trong gian phòng đó linh khí liền bắt đầu hóa thành trạng thái dịch, dứt khoát chỉ có thể đem cải tạo thành suối nước nóng. Trần Đạo Huyền nhìn thấy đệ tử kinh ngạc phản ứng, có chút lúng túng giải thích. Hắn cũng không nghĩ tới tiện tay bày ra tụ linh trận vậy mà lại có như thế không hợp thói thường hiệu quả. Rõ ràng chỉ là tại hệ thống thương thành bên trong, hoa một hệ thống điểm đổi lấy đi ra lớn nhất trụ cột trận pháp. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem cái hiệu quả này quy công cho tại cái này thiên đạo điện phạm vi bên trong hắn quá mức vô địch. Cái này, chỉ là sư tôn tiện tay bày ra một cái trụ cột trận pháp A. Lãnh yên nhiên môi son khẽ nhất, dù là biết được sư tôn cường đại, nhưng vẫn là một lần lại một lần bị chấn kinh đến dù sao, những thứ này thao tác đều vượt xa khỏi nạn với cái thế giới này nhận biết. Không cần để ý những chi tiết này. Tuy nói phòng tu luyện là không có làm ra đến, nhưng cái này suối nước nóng cũng là đối tu luyện rất có ích lợi. Đúng rồi, ngươi đầu tiên chờ chút đã, vi sư lại cho ngươi hướng bên trong thêm chút tài liệu. Trần Đạo Huyền sợ lên cái mũi, luôn cảm giác mình liền phòng tu luyện đều không làm ra đến có chút xấu hổ. Bất quá chỉ cần có thể tăng lên tu luyện tốc độ ai nói suối nước nóng liền không thể tính toán phòng tu luyện rồi tiện tay cách không vung lên liền hái một thanh tươi mới ngộ đạo trà diệp không đợi lãnh yên nhiên nghĩ rõ ràng lão sư vì sao muốn đột nhiên lấy ra lá trà dự định đem tiếp nhận vì sư tôn pha trà thời điểm lại bỗng nhiên sửng sốt chỉ thấy cái kia có thể giúp người tiến vào ngộ đạo trạng thái trân quý lá trà lại bị sư tôn tiện tay ném vào ao suối nước nóng bên trong lãnh yên nhiên nhất thời cảm giác mình trái tim bỗng nhiên co quắp hai lần không biết vì cái gì tầm tính thiện lương đau a à? chính nàng đều không bỏ được uống trước đó chỉ thưởng thức qua một chén liền tiến vào hiểu nói trạng thái thậm chí còn tăng lên nhất trọng thiên cảnh giới có thể sư tôn vậy mà đem vứt xuống ao suối nước nóng bên trong chẳng lẽ là muốn lấy cái này trạng thái dịch linh khí pha trà uống hay sao đúng nhất định là như vậy lớn như vậy một ao linh dịch, lại ngâm lên ngộ đạo trà, đầy đủ chậm rãi uống hơn mấy tháng. Đúng rồi, trước đó vi sư đưa cho ngươi cái kia bình tẩy tủy đang có thể mang ở trên người. Trần Đạo Huyền lại không quản những thứ này, ngược lại đối với yên nhiên hỏi. Sư tôn cho tẩy tủy đang so với tiên đang còn muốn trân quý, đệ tử một mực tùy thân bảo quản. Lãnh yên nhiên vội vàng trả lời sư tôn. Ừm, lấy ra một cái, ném đến cái này trong ao. Trần Đạo Huyền không thèm để ý chút nào nói ra. Cái này tẩy tủy đang trực tiếp nuốt cũng có thể, nếu là đem dung nhập linh dịch này bên trong, nằm trong bồn tắm hấp thu tự nhiên cũng là không có vấn đề. À, đem tẩy tủy đang ném đến trong ao. Lãnh yên nhiên lại bị lời này nghe được sững sờ tại nguyên chỗ. Cái kia tẩy tủy đang nàng từng ăn rồi một cái, biết được hắn đến cỡ nào trân quý. Chỉ là cái kia một cái tẩy tủy đang, phối hợp thêm tu luyện sư tôn cho hỗn động thiên ma quyết, liền để cho nàng chỉ dùng không đến một ngày, theo ngự không cảnh tứ trọng thiên một đường đột phá đến thông huyền cảnh. Thậm chí còn rửa ngoại trừ trong thân thể rất nhiều tạp chất ô uế khiến nàng cả người tư chất cùng kinh mạch đều có tăng lên cực lớn. Có thể nói là trân quý trình độ so với ngộ đạo trà cũng không kém chút nào. Bất quá sư tôn đều nói như thế, lãnh yên nhiên tự nhiên cũng sẽ không ngổ nghịch sư tôn ý nguyện chỉ là nghĩ đến cái này tẩy tủy đang nạn cất giữ vị trí. Lãnh yên nhiên sắc mặt đỏ bừng một mảnh, tại trần đạo huyền rất là rung động nhìn soi mói, đem tay vương vào trước ngực quấn trong quần áo, lấy ra cái kia chứa đựng tẩy tủy đang bình ngọc. cúi đầu, không dám cùng sư tôn đối mặt, hai tay dân giao cho sư tôn. T. Vẫn là ấm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.